Bà Nhân Vlog về lại Việt Nam tìm con hậu ồn ào với bác sĩ Thịnh. Sự thật đằng sau ra sao? Mới đây, bà Nhân Vlog liên tục chia sẻ những khoảnh khắc cùng chồng tại Việt Nam khiến nhiều người thắc mắc liệu có phải nữ YouTuber này đã quay trở lại quê nhà tìm con hậu ồn ào với bác sĩ Thịnh. Tuy nhiên, sự thật đằng sau gây ngỡ ngàng. Trở về Nhật Bản sau gần một tháng vướng scandal vạ miệng với vị bác sĩ chữa hiếm muộn cho mình, vợ chồng bà Nhân Vlog vẫn thường xuyên đăng tải những video về cuộc sống đời thường của mình. Mới đây, vợ chồng nữ YouTuber gây chú ý khi đăng nhiều video tại Việt Nam. Nhiều khán giả cho rằng bà Nhân Vlog đã âm thầm quay lại Việt Nam để tìm con sau nhiều ồn ào thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế nữ YouTuber đang có những ngày tháng bí content trên mạng xã hội nên đã đào lại clip cũ đã quay cách đây khá lâu ở Việt Nam để đăng trên trang fanpage kiếm tương tác. Đáng nói, những bài đăng này của bà Nhân Vlog thời gian này chỉ thu về chưa tới 4.000 tương tác trên Facebook sau gần một ngày chia sẻ. Điều này cho thấy sức hút từ các video của nữ YouTuber này đang dần suy giảm sau những lùm xùm thời gian qua. Trên thực tế, gần một tháng nay, theo dõi trang mạng xã hội của bà Nhân Vlog, khán giả vẫn thấy hai vợ chồng chăm chỉ quay clip. Tuy nhiên, nội dung đa phần đều cũ, không phong phú như thời gian còn ở Việt Nam. Đáng chú ý, gần đây, bà Nhân Vlog thường cho ông xã Teru xuất hiện làm nhân vật chính, còn bản thân chỉ đóng vai cameo trong các video. Chia sẻ về điều này, nữ YouTuber cho hay chồng Nhật đã cùng cô quay video nhiều năm nay nên rất thích thú khi được lên sóng. Hoàn toàn không có chuyện vì scandal mà cô đẩy chồng lên video để câu like, câu view từ khán giả. Được biết, thời gian tới, vợ chồng bà Nhân Vlog hứa hẹn sẽ trở lại Việt Nam tiếp tục hành trình tìm con. Trước đó, cô nàng tiết lộ, phôi thai đã hình thành sau thời gian kích trứng miệt mài. Khi trở lại Việt Nam, nữ YouTuber sẽ bắt đầu đặt phôi vào cơ thể, chính thức bắt đầu quá trình mang thai đầy thiêng liêng. Bà Nhân Vlog cũng cho hay, thời gian đầu mang thai, cô sẽ ở lại Việt Nam dưỡng sức. Khi thai cứng cáp, cô lại trở về Nhật Bản sinh nở như dự định. Ồn ào bà Nhân Vlog tố bác sĩ Cao Hữu Thịnh làm ăn không có tâm, gây ảnh hưởng đến quá trình mang thai của cô, khiến dư luận bàn luận rôm rã. Sau buổi họp báo vào tối 14 tháng 3 để xin lỗi bác sĩ Thịnh và giải thích mọi vấn đề, nhưng vẫn không lấy lại được bao nhiêu thiện cảm, bà Nhân Vlog đã quyết định cùng chồng người Nhật là anh Teru trở về Nhật Bản. Từ đây, ồn ào về lời tố cáo bác sĩ Thịnh cũng hạ nhiệt, bà Nhân Vlog đã quay trở về cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, nữ YouTuber thường xuyên khiến dân mạng tranh cãi dữ dội khi cho anh Teru xuất hiện trên video, trong đó cô thường để chồng trang điểm, mặc váy giả gái, không ít ý kiến lại tỏ ra ngán ngẩm và chỉ trích bà Nhân Vlog vì cố tình đem chồng ra làm trò hề cho thiên hạ. Bên cạnh đó, các ý kiến còn cho rằng anh Teru vốn đã lớn tuổi, lại là phái nam, do đó để anh trang điểm, mặc đồ nữ chỉ để kiếm like, kiếm view thì quá kịch cẩm. Kể cả người đàn ông này có tự nguyện, bà Nhân Vlog cũng nên cân nhắc khi làm sáng tạo nội dung, nhất là khi bản thân đang vướng vào drama không mấy hay ho. Mới đây nhất, trong một bài đăng rao bán bất động sản, bà Nhân Vlog còn tỏ vẻ hả hê khi được cộng đồng mạng chung tay góp sức lan rộng thông tin. Cụ thể, khi nhiều trang mạng chia sẻ động thái của bà Nhân Vlog sau ồn ào với bác sĩ Thịnh, nữ YouTuber liền tự hào và mỉa mai: "Cảm ơn mọi người đã chung tay rao bán giùm em căn này. Bán xong căn này, em nhờ mọi người rao thêm chục lô nữa. Trong thời điểm này, nhiều người chạy giùm lắm." Ngay lập tức, bình luận này của nữ YouTuber đã nhận được không ít icon phẫn nộ của dư luận vì cho rằng cô không hề ăn năn như lời hứa. Dân mạng còn phẫn nộ hơn khi phát hiện ra một bình luận khác của bà Nhân Vlog đáp trả cộng đồng mạng với những lời lẽ khá gay gắt: "Nhiều khi tôi thấy nhiều người thù dai còn hơn người trong cuộc. Mọi việc hai bên đã giải quyết xong, mấy chị nhai đi nhai lại." Dùng từ ngữ nặng nề để nói, bố nói xong là thêm được vài ba bát gạo để nuôi bản thân hả? Nữ YouTuber viết, dù mọi việc đã lắng lại, nhưng sau tất cả, thứ bà Nhân Vlog mất chính là tình cảm của khán giả. Từ người được cộng đồng mạng yêu mến đón nhận, bà Nhân Vlog giờ đây thường xuyên phải đối diện với sự chỉ trích, công chúng đã quay lưng không còn ủng hộ vợ chồng nữ YouTuber như trước.